Hello anh. Hello. Hello. So can you turn on the camera? Con bật camera lên được không? Ở phòng sớm đấy. Lần sau cứ vào phòng trước buổi học 3 phút là được con nhá. Không cần vào sớm quá đâu. Đâu, anh ánh bật cao lên cho cô xem. Ok, I can see you now. Cô nhìn thấy rồi. Ok. Hôm trước cô cho bài tập về nhà đấy, làm chưa? Anh Khánh đâu rồi? Làm chưa anh Khánh? Cái cam của con nó bị mờ quá, cô chả nhìn thấy gì. Cô từ từ để con sửa cái cam. Ok, sửa lại đi con, không nhìn thấy gì. Ok, được chưa Giang? Chưa cô. Ừ, anh nghe. Anh Khánh giúp nhầm tin. Cắt chị cho lại. Làm bài tập về nhà cho anh Khánh. Ủa? Nói luôn cô. Làm sao làm sao? Nói lại cho cô nghe nào. Làm bài làm được gì cô? Ơ, chưa làm à? Không biết làm đâu cô. Ơ, cô gửi cho mẹ thấy. Mà cô gửi nốt cái ảnh. Ơ, thì chính là bài tập về nhà đó con. Cái bài đấy phải viết cầu của cô. Không, đọc, con phải đọc. Con phải đọc chứ, con phải đọc đề bài. Đề bài nó là look at picture. Where are these? Draw lines. Những cái thứ này ở đâu và con sẽ vẽ thì con sẽ chúng ta có các từ này, đợi cô một chút, đợi cô một chút. Sao thì con nối được không cô? Ok, chính là con nối đấy, được chưa? Chúng ta có các từ là the sky thì con sẽ nối the sky trong bức tranh để con nối luôn. Đúng chưa? Anh Khánh hiểu không con? Con hiểu rồi mà con đen rồi. Con làm nhanh cho cô bé này. Con lưu rồi đó. Con làm nhanh bài đấy cho cô. Đợi cô xem màn hình cho. Con làm luôn màn hình của cô ấy. Đợi cô một chút nhá. Cô đi vệ sinh. Trong lúc đó thì làm đi con. Ơ, cô không nghe thấy gì. Con... máy tính nó không vẽ được cô. Ok, thì cứ làm ở máy tính của con đi. Sau đó tí nữa thì cô sẽ hỏi. Được chưa? Làm đi, cô đi vệ sinh. Okay.
An Khánh nghe thấy cô không? Có cô ấy. Bài đâu nhỉ? Con làm đi. Sao nó bị lag thế nhỉ? An Khánh bật cam đi con. Reset luôn cả máy cô ơi. Làm sao không, con? Màn hình trắng tinh rồi. Màn hình trắng tinh á? Ô, trong màn hình của cô là cô chia sẻ rồi đấy. Con không thấy. Thấy chưa? Con lấy nước này. Con nhìn đến màn hình của cô chưa? Làm vừa màn hình của cô ấy. Đang làm giờ cô ơi. Làm giờ màn hình của con á? Vâng. Ok thôi, màn hình của cô không vẽ được. Màn hình của cô vẽ được mà. Con không vẽ được vì con dùng máy tính chứ con dùng điện thoại của. Máy tính cũng vẽ được. Máy tính vẽ lại càng dễ. Ok, được cô làm. Con chẳng thấy hiện thị. Con không hiện thị thế nào? Nghĩa là bây giờ con không nhìn thấy màn hình nữa. Tí nào đâu con. Bây giờ nó không hiển thị cái chỗ để vẽ cô. Nhá. Yeah. Con vẽ xong rồi đấy. Con vẽ xong chưa? Vẽ xong chưa? Con vẽ xong rồi để con lưu đã. À, xong gửi qua Zalo cho cô. Con vẽ xong rồi. Ừ, xong gửi qua Zalo cho cô. Không. Là sau gửi cho cô trước buổi học nha. Phải đọc đề bài chứ ai lại không làm bài thế. Thôi gửi qua Zalo. Bé quá thôi. Sao? Bé. Máy đang rè cô. Máy của cô bị rè hay là con bị rè? Máy của ai bị rè đây? Con lag quá. Con cứ giật giật đấy. Nào gửi cho cô đi nhanh lên. Tốn thời gian quá. Gửi cho cô đi. Gửi Zalo cho cô. Lag quá. Mạng của con đấy nhá. Con tìm chỗ nào. Đây đi con gửi. Gửi đi con.
Ok. Thôi con đi lấy cái chuột đã, có chị quá. Nhanh lên. Gửi cho cô nhanh lên nào, mất 10 phút chưa học được gì rồi. Mình lỗi mấy cái phần. Hay là thôi, con đọc luôn cho cô nào. The sky tối ở đâu? The sky ở trên bầu trời chỗ còn mấy đám mây. Đúng rồi. Tiếp theo the seat. The seat là cái ghế bạn nam áo xanh đang đúng ngồi. Đúng rồi, chính xác. The skateboard là bạn áo màu cam đang đứng lên trên. Đúng rồi. The backpack là cái ba lô màu xanh. Đúng rồi. The bicycle Là cái xe xe đạp màu xanh. Đúng rồi. The grass là sân cỏ. Đúng rồi. Tiếp theo. The sunglasses là cái kính màu đen. Đúng rồi. Tiếp theo. The roof là cái mái nhà. Đúng rồi, chính xác. Đúng hết rồi. Ok, rất tốt. Ok, thế thôi, không cần rồi, không phải cần chụp gì nữa, được chưa? Nào, tiếp nha. À, hôm trước mình đã học cấp một bài về hello, học bài về hello là các lời chào đúng không? Bây giờ cô hỏi con nhá. Chào buổi sáng. Good morning. Chính xác, chào buổi chiều. Good afternoon. Đúng rồi, chào buổi tối. Good night. Không phải. Đấy là chúc con rồi. Chào đêm là chúc. Good evening. Không phải evening đâu nha. Evening. Good evening. 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 Được chưa? Chào chúc ngủ ngon là gì? Good night. À, đúng rồi. Ok. Được rồi. Thế còn chúng ta có cụm từ see you later có nghĩa là gì? Dùng để làm gì? Dùng để hẹn gặp lại vào một hôm khác. Đấy, để chào tạm biệt. Đó, chính xác. Giỏi con. Đúng rồi. Hẹn gặp lại bạn sau nhá. See you tomorrow thì sao? Hẹn gặp lại vào ngày mai. Đúng rồi. Chính xác. Ok. Được rồi. Tốt đấy. Ok, here. Hôm trước thì cô đã dạy về hai thì là chính thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn rồi đúng không? Đúng không? Thì cô nhắc lại một lần nữa nhá. Thì hiện tại đơn giản thì sẽ là chủ có hai loại động từ to be và động từ thường đúng không? Thì sẽ là chủ ngữ này cộng với to be, sau đó cộng với ba chấm. Được chưa? To be ở đây là ER, đúng chưa? Nếu ai, ngôi là ai thì chủ ngữ là ai thì đi với động từ to be là am. Chủ ngữ là he see it, danh từ số ít, danh từ không đếm được thì đi với ít. Is. Được chưa? Chủ ngữ là số nhiều, ngôi số nhiều, we, you, they, danh từ đếm được số nhiều thì sẽ là are. Ok. Tiếp theo đối với động từ thường sẽ là chủ ngữ cộng verb thêm s hoặc là es. Được chưa? Nếu mà chủ ngữ là ngôi số ít thì động từ sẽ phải thêm s hoặc es. Nếu mà chủ ngữ là ngôi số nhiều, we, you, they, danh từ số nhiều đếm được thì sẽ là không chia, động từ không chia. Được chưa? Phủ định thì thêm not đằng sau. Phủ định thì mình sẽ thêm từ do not hoặc là từ doesn't. Được chưa? Đằng trước động từ nguyên thể. Đúng không?
Và nghi vấn thì sẽ đảo cho động từ là do hoặc đang đến trước chủ ngữ thôi. Rất dễ. Đối với từ thì hiện tại tiếp diễn thì lại càng dễ. Khi hiện tại tiếp diễn thì chỉ cần là chủ ngữ cộng to be. Được chưa? EMR. Cộng với động từ doing. Được chưa? Phủ định thì sẽ thêm not sau động từ to be. Và nghi vấn thì sẽ đảo EMR lên trước chủ ngữ. Được chưa? Tiếp theo là cách sử dụng của hai kỳ này. Thì đầu tiên, tại đơn giản dùng để chỉ habits. Habits ở đây là thói quen. Regular action or situation. Thì hiện tại đơn giản sẽ chỉ dùng sẽ dùng để chỉ một thói quen, được chưa? Một cái hành động xảy ra thường xuyên, được chưa? Ví dụ I wash my hair every day. Tôi gội đầu mỗi ngày, được chưa? Hoặc là he usually gets up very early. Anh ta thường rất là sớm, thường thức dậy rất là sớm. Thì đầu tiên là nó để chỉ thói quen, một cái hành động lặp đi lặp lại. Tiếp theo thì hiện tại đơn giản một còn chỉ một cái facts. Facts có nghĩa là một thực tế, một sự thật, một chân lý hiển nhiên. Hôm trước cô hướng dẫn rồi, cô dạy nó có nói qua rồi. Một sự thật, một chân lý hiển nhiên này. Tiếp theo là permanent in our states. Đây là một cái con máy đưa rồi cô. Làm sao con? Làm sao? Anh Khánh ơi, đâu rồi? Quay đơn rồi cô ơi. Đâu rồi á? Đơ rồi, không thấy. Yeah, sao thế nhỉ? Có thằng cái gì cô, đơ rồi. Có nghe thấy cô nói không? Không nghe thấy, nhưng mà vừa nãy nó hơi đơ. Đơ chưa? Để con kết nối lại cái mạng. Ừ. Xem lại mạng của con đi. Được chưa con? Ơi. Được chưa? Rồi cô. Ok. Nào tiếp theo, nó dùng để chỉ permanent situation or state, có nghĩa là một cái tình trạng lâu dài. Được chưa? Permanent là lâu dài, permanent có nghĩa là vĩnh cửu nhá. Được chưa? Thì nó sử dụng là một tỉ chỉ một tình trạng lâu dài. Thế vậy bây giờ cô hỏi An Khánh nhá. Thế nào là lâu dài? Có trả lời được cho cô không? Lâu dài nó có nghĩa là ví dụ nơi ở của mình. Những cái tình trạng tình huống nào nó được tính bằng năm ấy. Được chưa? Tôi sẽ sống ở đây rất nhiều năm. 3 năm chẳng hạn thì nó vẫn là lâu dài nhá. Mình sẽ chia thì hiện tại đơn giản, được chưa? Còn nếu mà tính bằng tháng, bằng ngày, bằng giờ, bằng phút, bằng giây thì chắc chắn nó không phải là lâu dài nữa, mà nó chỉ là tạm thời thôi. Và tí nữa mình sẽ học, được chưa? Thì ở đây nhớ cho cô, nó chỉ dùng để chỉ thực tế này, một cái tình trạng lâu dài. Ví dụ này, I have one brother, he lives in Paris. Tôi có một người anh trai ấy, anh ta sống ở Paris, được chưa? Thì cái việc anh ta sống ở Paris, đây là một cái tình trạng lâu dài, được chưa? Cái nơi ở mà, được chưa? Tiếp theo, một ví dụ cho một thực tế, một sự thật hiển nhiên này. Water boils at 100 degrees. Nước thì sôi ở 100 độ C, được chưa? Thì đây là một cái thực tế, đúng không? Tiếp theo, nó sẽ ở đây, nó lại có một cái khái niệm mới này. Thì hiện tại đơn giản sẽ sử dụng cùng với những cái stative verb, with stative verb. Thì con có biết stative verb là gì không hả anh Khánh? Không. Stative verb là động từ trạng thái. Thế vậy động từ trạng thái là gì? Là như cái tên của nó luôn. Động từ trạng thái là những cái động từ biểu thị trạng thái thay vì, đúng chưa? Nó sẽ biểu thị trạng thái chứ không phải là hành động. Ví dụ con thích ai đó thì đấy là thích, thì là trạng thái, là hành động. Trạng thái. Đúng rồi, chính xác. Ví dụ nhá, con đồng ý với cái vấn đề này thì cái đồng ý đấy là trạng thái hành động.
là trạng thái. Đúng rồi, giỏi, đúng rồi. Hay là con ngửi thấy một cái mùi rất là thơm thì cái đấy là trạng thái hay hành động ngửi ấy. Vẫn là trạng thái. Đúng rồi, rất tốt, đúng rồi. Thì nó đi với những cái động từ chỉ trạng thái nhá, được chưa? Ví dụ này, give me the money, I need it now. Đưa cho tôi tiền đi, tôi đang cần bây giờ, được chưa? Thì cái cần đấy nó là trạng thái. Trạng thái mình đang cần nó, được chưa? Ví dụ thứ hai này, what happened? Điều gì đang xảy ra thế? You look sad. Bạn trông có vẻ buồn đấy. Thì từ look ở đây không có mang ý nghĩa là nhìn đâu nhá. Nó mang ý nghĩa là trông có vẻ. Thế vậy trông có vẻ đấy chỉ trạng thái là hành động? Trạng thái. Đúng rồi, chính xác, được chưa? Thì nó đi với những cái động từ trạng thái, được chưa? Gọi là state verb, ok? State verb. Và con nhìn xuống cái dòng vàng ở dưới cùng này. State verb hay còn gọi là verb of the sense, nghĩa là động từ chỉ trạng thái, chỉ động từ trạng thái, động từ chỉ cảm giác, tri giác, chưa? Chúng ta có từ như là hear, nghe, see, nhìn, smell, ngửi, look, nhưng đây là trông có vẻ nhá, see này là trông có vẻ. Ví dụ this cake smells great. Cái này, cái bánh này có vẻ ngon đấy. Để cho ngửi, trông ngửi có vẻ ngon. Để cho tiếp theo là look, cũng là trông có vẻ này. Seem là dường như, ví dụ he seems to be tired. Trông anh ta có vẻ rất là mệt đấy. Sound, đúng rồi. Sound ở đây có nghĩa là nghe có vẻ. Ví dụ em đang kể về một cái việc. Ví dụ như là cái cuộc thi này nó sẽ có nhiều phần thưởng, mà phần thưởng nó sẽ là một cái máy chơi game chẳng hạn, đúng không? Thì bạn em sẽ nói là it sounds great, nghe có vẻ tuyệt đấy, được chưa? Thì cái từ sound này có nghĩa là nghe có vẻ, được chưa? Tiếp theo những cái động từ đấy nó còn để chỉ opinion, là chỉ các quan điểm của mình ấy. Ví dụ believe là tin tưởng này, consider xem là coi là, like là thích, được chưa? Love là yêu, hate là ghét, prefer là thích, think là nghĩ, nghĩa nó chỉ quan điểm của mình, được chưa? Tiếp theo, cái động từ trạng thái còn một nhóm nữa để chỉ possession. Possession là sự sở hữu. Ví dụ, tôi đang sở hữu một ngôi nhà. Sở hữu một ngôi nhà, thế vậy sở hữu đấy là hành động hay là trạng thái? Đúng rồi, giỏi, trạng thái, đúng không? Thì chúng ta có các từ như là have là có này, own ở đây là sở hữu và belong là thuộc về, được chưa? Tiếp theo, nó còn có nghĩa là các từ như là agree là đồng ý này, be là đồng ý. Động từ to be cũng là một loại động từ chỉ trạng thái nhá. Nhớ cho cô, động từ to be cũng là một loại động từ chỉ trạng thái. Depend là phụ thuộc, need là cần, mean là có nghĩa là, remember là nhớ, realize là nhận ra, recognize cũng là nhận ra, seem có vẻ là, want là muốn, vân vân, được chưa? Thì những cái động từ như thế gọi là động từ chỉ trạng thái. Chỉ cần nhớ cho cô thôi này, động từ trạng thái là những cái động từ chỉ trạng thái, chỉ cảm giác, tri giác, chỉ, được chưa? Mà không phải là hành động, được chưa? Ví dụ thích, yêu, ghét, vân vân. Rõ chưa? Rõ rồi cô. Ok, tiếp theo một cái cuối cùng mà mình sẽ sử dụng thì hiện tại đơn giản, đó chính là hôm trước cô dạy rồi, một cái lịch, những cái lịch trình tàu xe, lịch trình cố định, lịch trình máy bay. An Khánh có nhớ không con? Con nhớ được một ít cô. Được chưa? Thì nhớ, bây giờ nhớ thêm đi, nhớ sâu vào. Đó chính là thì hiện tại đơn giản dùng để chỉ một cái lịch trình tàu xe, lịch trình máy bay, được chưa? Lịch trình của các phương tiện đi lại. Ví dụ, the train leaves at 4. Tàu sẽ rời vào lúc 4 giờ đấy, rời đi vào lúc 4 giờ, được chưa? The exam starts next Monday. Thì đây là chỉ một cái thời khóa biểu cố định, một cái sự kiện cố định đã được xếp sẵn. Thì là cuộc thi nó sẽ được bắt đầu vào sau, được chưa? Nhớ cho cô lịch trình tàu xe, máy bay, vân vân, và các lịch trình cố định đã được lên kế hoạch từ trước. Thì nó sẽ là sử dụng thì hiện tại đơn giản, được chưa? Nó giống như cái thời khóa biểu của con ấy, được chưa? Thời khóa biểu của con là thứ hai tuần này con sẽ học toán, được chưa? Thì nó cố định rồi, nó đã được xếp lịch sẵn rồi, được chưa? Lịch trình tàu xe cũng thế, nhớ cho cô nhá, lịch trình tàu xe, máy bay luôn luôn chia thì hiện tại đơn giản, kể cả ngày mai máy bay cũng cất cánh, còn nó có từ ngày mai đấy, nhưng mà vẫn phải chia thì hiện tại đơn giản, được chưa? Nhớ chưa An Khánh?
Con hiểu rồi cô. Tiếp theo là đến thì hiện tại tiếp diễn này, được chưa? Vậy thì hiện tại tiếp diễn sẽ sử dụng khi nào? Thì thứ nhất, action in progress now or around now, có nghĩa là những cái hành động nó đang diễn ra hoặc xung quanh thời điểm nói hoặc là tại thời điểm nói, được chưa? Những cái hành động đang diễn ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói. Cô ví dụ này, I can't talk, I'm brushing my teeth. Tôi không đọc, tôi không nói được, tôi đang đánh răng đấy, được chưa? Thì tại thời điểm nói thì tôi đang đánh răng, được chưa? Tiếp theo là I'm reading a new book, I love it. Tôi đang đọc một cuốn sách mới và tôi rất là thích nó, được chưa? Thế cô ví dụ nhá. À, bây giờ tôi nói là tôi đang tìm, nhớ cho cô này. Bây giờ nói ra để cho con hiểu nhỉ. Nhớ cho cô nhá, hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói. Và cái nhìn, con nhìn vào ví dụ thứ hai này. An Khánh đâu rồi? Nhìn vào ví dụ thứ hai cho cô. I'm reading a new book. Tôi đang đọc một cuốn sách mới. Thế tại thời điểm nói đấy, tôi nhất thiết không cần phải đọc, hiểu chưa? Tại cái thời điểm mà con nói là tôi đang đọc một cuốn sách mới, đang ăn cơm cùng bố mẹ con, được chưa? Nhưng mà con đang trong quá trình đọc quyển sách đấy, được chưa? Ngày mai con sẽ đọc, hôm qua con đọc rồi, hôm nay con đọc, ngày mai con sẽ đọc. Thì nghĩa là đang con đang trong quá trình đọc cái quyển sách đấy, được chưa? Thế nên là kể cả lúc này con đang ăn cơm cùng bố mẹ, nhưng mà nó vẫn tính là con đang trong quá trình thực hiện cái việc đọc quyển sách. Chính vì thế, cái việc đọc quyển sách đấy vẫn được chia thì hiện tại tiếp diễn, được chưa? Chính vì thế chúng ta có cụm từ around now, có nghĩa là xung quanh thời điểm nói. Rõ chưa An Khánh? Còn rõ. Thế bây giờ nhá, cô bảo là cô đang tìm việc đúng không? I am looking for a new job. Cô đang tìm một công việc mới. Và cái lúc mà cô nói câu này thì cô đang chơi với bố cô chẳng hạn. Cô đang chơi cầu lông với bố cô. Thì vẫn được tính là xung quanh thời điểm nói đúng không? Bởi vì cô đang trong quá trình tìm việc làm. Được chưa? Hôm qua cô tìm việc, hôm nay cô tìm việc và ngày mai cô vẫn sẽ tìm việc. Hiểu chưa An Khánh? Con hiểu rồi. Nhìn vào màn hình nhá, không nhìn lung tung. Nào, tiếp theo mình sẽ đến temporary action or situation. Thế là những cái hành động, chỉ những cái hành động tạm thời, những cái tình trạng tạm thời, được chưa? Nếu thì hiện tại đơn giản nó chỉ một cái tình trạng, cái tình huống lâu dài, vĩnh cửu, thì sang thì hiện tại tiếp diễn nó lại chỉ một cái tình trạng, những cái hành động nó tạm thời thôi, nó mang tính chất là tạm thời, được chưa? Ví dụ này, I'm going to work by bus this week. Tôi đang đi làm bằng xe buýt tuần này đấy. Nhưng mà tôi, nghĩa là gì? Tôi sẽ chỉ đi xe buýt để đi làm ở tuần này thôi, tuần sau tôi sẽ không đi xe buýt nữa, được chưa? Một cái tình trạng, tình huống tạm thời, được chưa? Còn tiếp theo này, ví dụ thứ hai, I'm living with my cousins until I find an apartment. Tôi đang sống với em họ của tôi cho đến khi mà tôi tìm được một cái căn hộ mới. Thì khi mà tôi tìm được căn hộ mới rồi, tôi sẽ không ở với em họ của tôi nữa. Chính vì thế đây là một tình trạng tạm thời. Tôi chỉ tạm thời ở với em họ của tôi thôi. Em đã hiểu chưa An Khánh? Con hiểu rồi cô. Tiếp theo, nó dùng để chỉ một cái changing or developing situations. Thì đây là một cái tình trạng nó đang thay đổi, nó đang phát triển. Được chưa? Đó, ví dụ này. The climate is changing very quickly. Có nghĩa là khí hậu nó đang thay đổi rất là nhanh. Thì đây là một chỉ một cái sự thay đổi, một cái sự phát triển. Được chưa? Tiếp theo, ví dụ thứ hai, your English is improving. Tiếng Anh của bạn đang được cải thiện đấy. Được chưa? Nó chỉ sự thay đổi. Cuối cùng này, chúng ta có các future actions that are decided. Có nghĩa là những cái kế hoạch dự định đã được lên trước thời điểm nói nhá. Được chưa? Những cái kế hoạch trong tương lai đã được định sẵn. Nó khác với bên kia. Bên kia nó là như kiểu thời khóa biểu ấy. Lịch trình tàu xe, những cái sự kiện nó được sắp xếp, nó đã được lên thời khóa biểu rồi. Được chưa? Còn ở hiện tại tiếp diễn là những cái kế hoạch nó được định ra trước thời điểm nói. Ví dụ, I'm meeting John this evening. Tối nay thì tôi sẽ gặp John đấy. Được chưa? Nó được mình lên kế hoạch trước rồi. Trước thời điểm nói thì tôi đã lên kế hoạch rồi. Tiếp theo, ví dụ thứ hai, we are leaving tomorrow at 7 a.m. Chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mai lúc 7 giờ, được chưa? Thì đây chỉ là những cái kế hoạch nó được lên, nó được sắp xếp trước thời điểm nói thôi, được chưa? Cô ví dụ này, ví dụ tiếp theo là tháng sau thì tôi sẽ cưới đấy. Thế vậy thì sẽ là gì nhỉ? Sẽ sử dụng thì gì? Thì
thì hiện tại đêm diễn. Chính xác, rất giỏi, đúng rồi. Một cái kế hoạch nó đã được dự định từ trước, trước thời điểm nói. Ok, nào tiếp theo dòng cuối cùng này, mình lại chuyển sang thì hiện tại đơn một chút nhá. Mình chuyển sang hiện tại đơn giản một chút. Thì chúng ta có các signal words. Signal words là dấu hiệu nhận biết đấy, các từ dấu hiệu nhận biết đấy. Chúng ta có các từ là always, never, often, sometimes. Đây là những cái từ chỉ tần suất, gọi là trạng từ tần suất, được chưa? Always là luôn luôn, never là không bao giờ, often là thường, sometimes là thỉnh thoảng, được chưa? Tiếp theo có các từ như là everyday là hàng ngày, once a month, một lần một tháng, nó cũng là trạng từ chỉ tần suất. Lúc nãy có một bạn tự nhiên lạc vào cái meeting này của cô, chính vì thế nên là nó bị giới hạn 40 phút. Thế nên là tầm 5 phút nữa, sau đó con sẽ thoát ra, con sẽ vào ngay lại cho cô nhá. Anh Khánh hiểu ý cô không? Con hiểu chứ cô. Con Zoom này con bị bao nhiêu lần rồi? Lúc nãy có một bạn tự nhiên đi lạc vào trong lớp học của mình. Thế là mình bị giới hạn 40 phút. Ok, tiếp nha. Tiếp theo là cái future, tiếp theo là signal words của thì hiện tại tiếp diễn. Thì signal words của thì hiện tại tiếp cùng các từ đó chính là now, at the moment, this day, this week, or this month. Được chưa? Ok. Now là ngay bây giờ, at the moment cũng là ngay bây giờ, this day là ngày nay. Được chưa? Được chưa? This week or month, đây là tuần này, tháng này. Được chưa nào? Con đã hiểu chưa? Con hiểu rồi cô. Ok. Ok, được chưa? Bây giờ con không cần ghi cái dấu hiệu, cái cách sử dụng, mà con chỉ cần ghi các signal words cho cô thôi. Được chưa? Ghi các signal words của hai từ này cho cô. Con ghi các signal words vào cho cô. Con ghi là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn giản. Được chưa? Sao con? Con vừa để đây xong cũng biến đâu rồi. Được chưa? Cái signal words này con thay thành dấu hiệu nhận biết cho cô nhé. Con ghi vào vợ những cái từ này cho cô. Những cái từ của gạch chân ấy. Cô này biết được gì cô? Sao con? Đây này, con biết này. Cô hướng dẫn lại, làm cô hướng dẫn lại nhá. Con sẽ ghi là dấu hiệu nhận biết. Thì hiện tại đơn giản. Hai chấm. Sau đó con ghi những cái từ always, never ở dòng cuối cùng này này. Sau đó con ghi các từ này này. Hiểu chưa? Bên này thì sẽ ghi là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Và con sẽ ghi các từ này ra. Từ này này. Được chưa? Con chỉ thay signal trong tiếng Việt thôi. Là dấu hiệu nhận biết thôi mà. Được chưa? Ghi vào đây con. Ghi vào vở đi. Ghi xong thì mình sẽ thoát ra vào lại nhé. Ghi đi con. Bây giờ thoát rồi tí vào lại không? Bây giờ thoát luôn á? Con chụp lại màn hình. À không, nghĩa là con có hiểu ý cô không? Là ghi xong mình sẽ thoát ra và ngay lập tức vào lại luôn ấy. Con có hiểu ý không nào? À con hiểu ý rồi. Thế bây giờ hay là mình thoát ra luôn rồi mình vào lại luôn nhá. Được không? Để con thoát ra và vào lại luôn cho cô nhá. Ngay lập tức ấy, được chưa?